Oh. Yeah, you thin it out. Come on. He doesn't make a decision moving around. Come on, buddy, over here. Sáng nay trời nắng, trong trời trong xanh, mới gặp nó đi vào quanh hồ thì thấy nó đang chờ đánh bắt cá thôi. Hy vọng nó xuống hồ để chụp mấy tấm ảnh. Trời hôm nay trong xanh lắm à. Kim đen à. Nó cứ quẩy đây nó. Bắt nó bay đi. Đó. Suốt á, cái loài tím này nhỏ nhưng mà nó rồng mình thiệt.
Thôi, nó đầu rồi đó, nó bắt được con cá. Bay thật lâu để cho con cá nó